Chào mừng các bạn đến với kênh Radio Lịch Sử. Xin mời các bạn cùng tham khảo về Bắc thuộc lần 2. Kỳ thuộc Đông Ngô. Đinh Mùi, vào năm 227, Hán Kiến Hưng năm thứ 5. Ngô Hoàng Vũ năm thứ 6. Vua Ngô nghe tin sĩ nhiếp mất, thấy Giao Châu ở xa cách, mới chia từ quận hợp phố trở về Bắc thuộc vào Quảng Châu, cho Lữ Đại làm thứ sử, từ quận hợp phố trở về Nam thuộc vào Giao Châu, cho Đái Lương làm thứ sử. Lại sai Trần Thì làm thái thú thay sĩ nhiếp, đại ở lại Nam Hải. Lương và thì cùng lên đường. Đến hợp phố nghe tin ở Giao Châu con sĩ nhiếp là Huy đã tự làm thái thú, đem tông binh ra chống cự. Cuối thời nhà Hán, tôn thất nổi loạn, người Nam cũng tụ họp họ hàng làm binh để tự vệ, cho nên gọi là tông binh. Lương ở lại hợp phố, thuộc lại của sĩ nhiếp là Hoàn Lân cúi đầu can Huy, xin đón Lương, Huy giận đánh chết Lân. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, từ xưa hết giết bể tôi can ngăn thì chưa từng không mất nước nước trần giết tiết giã nước tể giết cô huyên việc nước trần nước tể đáng làm gương soi lấy đó làm rằn thế mà còn có người giết bề tôi can ngăn như sĩ huy nối nghiệp chưa kịp quay gót mà đã phải chết là đáng lắm anh của lân là chị và con là phát lại họp tông binh đánh huy huy đóng cửa thành để giữ bọn chị đánh mấy tháng không hạ được thành bèn giảng hòa và đều bãi binh kế đó lữ đại vâng chiếu nước ngô đánh huy đem quân từ quảng châu ngày đêm đi gấp đến hợp phố cùng với lương điều tiến dụ con của sĩ nhiếp là trung lang tướng khuông bảo huy ra chịu tội tuy mất chức quận thú nhưng bảo đảm không có lo ngại gì khác đại theo khuông đến sau anh huy là chi em huy là bọn cán tụng sáu người cởi trần đón đại đại mặc áo thường đi thẳng đến quận trị sáng hôm sau đại bày màn trướng mời anh em huy theo thứ tự đi vào tân khách đầy nhà đại đứng dậy cầm phù tiết đọc tờ chiếu kể tội huy tả hữu trói quặt anh em Huy đưa ra ngoài, đem chém cả, lấy đầu đưa về Vũ xương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Sĩ Huy cha mất không xin mệnh mà đã tự lập, lại đem quân chống mệnh, theo nghĩa thì phải đánh. Nhưng Lữ Đại đã dụ Huy ra hàng mà lại giết đi là trái lẽ, giữ điều tin là báu của nước. Huy đã hàng cứ trói giải về Vũ Sương, khiến cho việc sinh sát được quyết ở trên, mà uy tín lan xuống kẻ dưới, há chẳng hay hơn ư. Tôn Thịnh nói, hòa với người phương xa, được lòng người ở gần, không gì hay hơn chữ tín. Lữ đại giết kề đầu hàng để cầu công. Người quân tử lấy làm chê cười, xem thế mới biết họ lữ không được lâu là phải lắm. Nhất, Vĩ và Khuông sau mới ra hàng, được Ngô Vương tha tội, cùng với con tin của Sĩ nhiếp là ngầm, đều dáng làm thứ nhân. Được vài năm, Nhất và Vĩ có tội bị giết, Duy có Khuông ốm chết trước. Đến khi ngầm chết, đại tướng của Huy là Cam Lễ và Hoàn Trị đem lại dân đánh đại, đại đánh tan được, bấy giờ mới bỏ Quảng Châu, đặt lại giao châu như cũ, đại tiến đánh quận Cửu Chân, chém và bắt được kể hàng vạn người. Tân Hợi, vào năm 231, Hán Kiến Hưng năm thứ 9, Ngô Hoàng Vũ năm thứ 3, người man ngũ khê ở Vũ Lăng nước Ngô làm phản. Ngô Vương cho là đất miền Nam đã dẹp yên, gọi thứ sử Lữ Đại về. Thái thú Hợp Phố là Tiết Tống dâng sớ nói, ngày xưa vua Thuấn đi tuần phương Nam, mất ở Thương Ngô, nhà tần đặt các quận quế lâm nam hải tượng quận thế thì bốn quận ấy nội thuộc đã lâu rồi triệu đà nổi dậy ở phiên ngung vỗ về thần phục được vua bách việt đó là miền đất về phía nam quận châu nhai hiếu vũ nhà hán giết lữ gia mở chín quận đặt chức thứ sử ở giao chỉ rời những người phạm tội ở trung quốc sang ở lẫn vào các nơi ấy cho học sách ít nhiều hơi thông hiểu lễ hóa đến khi tích quang làm thái thú giao chỉ nhâm diên làm thái thú cửu chân dựng nhà học dẫn dắt bằng lễ nghĩa. Từ đấy trở đi, hơn 400 năm, dân tựa hồ đã có quy củ. Nhưng đất rộng người đông, núi rừng hiểm trở, dễ làm loạn. Thần từng thấy Hoàng Cái ở Nam Hải làm thái thú Nhật Nam. Khi đến nơi thấy đồ cung đốn, trần thiết không đủ, đánh chết người chủ bà, nhưng rồi cũng bị đánh đuổi. Thái thú cửu chân là đam manh vì bố vợ là Chu Kinh mà bày tiệc mời các quan to. Khi rượu say cho cử nhạc, công tàu Phan Hâm đứng dậy múa, rồi mời Kinh. Kinh không chịu đứng lên, Hâm cứ thúc ép mãi. Manh nổi giận giết Hâm. Em của Hâm đem quân đến đánh Manh. Thái thú giao chỉ trước là sĩ nhiếp sai quân đến đánh dẹp không được. Bây giờ thứ sử chu phù phần nhiều cho người làng như bọn ngu bao, lưu ngạn chia nhau làm trưởng lại, vơ vét của dân. Một con cáo vàng thu thóc mộc hộc, Trăm họ oán ghét làm phản, kéo đi đánh phá châu quận, phù phải chạy ra biển. Bộ chất đã lần lượt làm cò, kỷ cương mới được chấn chỉnh lại. Sau lữ đại bình được loạn sĩ huy, đổi đặt các trường lại, làm sáng tỏ kỳ cương của nhà vua, uy danh khắp môn dặm, lớn nhỏ đều theo. Do đó mà xem thì giữ yên biên giới, vỗ về dân xa quả thật là ở tại người. Bổ nhiệm các chức bá mục nên chọn người thanh liêm. Ngoài cõi hoang phục thì họa phúc lại càng hệ trọng lắm. Nay Giao Châu tuy rằng tạm yên, nhưng còn bọn giặc lâu nay ở Cao Lương bốn quận Nam Hải, Thương Ngô, Quất Lâm, Châu Nhai cũng chưa yên, trộm cướp thường tụ họp nếu đại không trở lại phương Nam nữa thì thứ sử mới nên chọn người nào cẩn thận chu đáo, có phương lược mưu kế để vỗ về, mới có thể trị yên được. Còn như hạng người thường, chỉ biết giữ phép thường, không có mưu kỳ trước lạ thì lũ ác nghịch ngày thêm này. Ngô Vương lại cho đại làm chấn nam tướng quân, phong tước phiên ngung hầu, có sách chép là phong ngụy quận lăng lệ công. Mậu Thìn, 284, Hán Diên Hy năm thứ 11, Ngô Vĩnh An năm thứ nhất, người cử chân lại đánh hãm thành ấp, châu quận rối động ngô vương cho hành dương đốc quân đô úy lục giận có sách chép là lục thương làm thứ sử kiêm hiệu úy giận đến nơi lấy ân đức tín nghĩa hiểu dụ dân ra hàng phục đến hơn ba vạn nhà trong châu lại yên sau người có gái ở quận cửu chân là triệu ẩu tập họp dân chúng đánh chiếm các quận huyện ẩu vũ dài ba thước vắt ra sau lưng thường ngồi trên đầu voi đánh nhau với giặc giận dẹp yên được sách giao chỉ trí chép trong núi ở quận Cửu chân có người con gái họ Triệu, vú dài ba thước, không lấy chồng, họp đảng cướp bóc các quận, huyện, thường mặc áo ngắn màu vàng, chân đi giày mũi cong, ngồi đầu voi mà chiến đấu, sau chết làm thần. Quý Mùi, 263, Hán Viêm Hưng năm thứ nhất, Ngô Vĩnh An năm thứ 16, mùa xuân, tháng 3, lúc trước nhà Ngô lấy tôn tư làm thái thú Giao Châu, tư là người tham bạo, làm hại dân chúng. Đến đây vua Ngô Sai đặng Tuân đến quận. Tuân lại tự tiện bắt dân nộp 30 con công đưa về kiến nghiệp. Dân sợ phải đi phục dịch đường xa, mới mưu làm loạn. Mùa hạ, tháng 4, quận lại là Lữ Hưng giết Tư và Tuân, xin nhà Tấn đặt thái thú và cho binh. Xét sách cương mục chép là xin nhà Ngụy đặt quan, nhưng đến năm sau, Ngụy nhường ngôi cho Tấn, thì Ngụy cũng tức là Tấn. Các quận cửu chân, Nhật Nam đều hưởng ứng. Năm ấy nhà Hán mất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem kênh radio lịch sử các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin hữu ích này đến những người mình yêu quý nhé